Một năm vừa qua chúng tôi xin được gửi tới lời chúc sức khỏe là chị ân. Đến Barbershop sau 4 tháng tôi thấp tóc dài có thể đem đi gần. Nhiệt liệt chào đón có thêm vài chục món game hay cho quý ông có money. Chương trình thực tế quý ông phải bật ghế trong mấy tháng tới để có lo gì. Money in the Barbershop, giải thưởng lớn nên càng thêm mod. Độ sảng khoái như là mentor, cắt tóc đẹp anh mặc vest hồng all to lên top. Đừng nghĩ nhiều chỉ là bốc số là thử vận may chúng ta cùng chơi nào. Chỉ có vụ trí Barbershop chứ chẳng có nơi nào. Quý ông nên cắt tóc chọn người nào may mắn mang tiền về. Trong một tháng ai cũng có thể tìm được vận may có ngay tiền về. Hồi một tháng có 4 thứ 2 may mắn biết tới ai. Rồi đến cắt tóc lại con được đẹp trai, con chung vô lần là siêu đó mày. Quý ông nên cắt tóc chọn người nào may mắn mang tiền về. Trong một tháng ai cũng có thể tìm được vận may có ngay tiền về. Hồi một tháng có 4 thứ 2